Đào tô hủ tiếu gõ các bạn, có giá chỉ 30 ngàn đồng thôi ha. Có xương nè, có thịt nè, có bò viên nè. Và ngon đó các bạn. Ngay một con hẻm, đối diện công viên quận 6 các bạn, mát mẻ luôn. Và đây là đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Chúng ta chạy thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Bình Tiên, quận 6. Sáng hôm nay ở Sài Gòn, bầu trời trong xanh, nắng vàng đẹp các bạn. Đây chúng ta quẹo phải vào đường Bình Tiên nha. Từ đây chúng ta sẽ chạy thêm một đoạn, rồi sau đó chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Phan Văn Khỏe. Con đường Bình Tiên này thì có chợ Bình Tiên các bạn ha. Mình quay vài lần rồi. Đây chúng ta đến bên ngoài khu chợ nè, các bạn thấy không? Bán một số trái cây nè, rồi rau nè. Quẹo phải đi về hướng chợ Bình Tiên nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục chạy. Đi lên phía trên chúng ta sẽ quẹo trái. Đây chúng ta chuẩn bị quẹo trái qua đường Phan Văn Khỏe. Rồi, tới nơi các bạn, giặt sấy nhanh kế bên là xe hủ tiếu đó. Đó, dừng lại ha. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 7 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 3 2023. Hoa dừa cạn ha, rất đẹp. Đây là một con hẻm các bạn, ngay quận 6 trên đường Phan Văn Khỏe. Yên bình. Sáng hôm nay chúng ta đến đây để ăn hủ tiếu gõ nha. Ngay đầu hẻm đó các bạn. Cái xe hủ tiếu gõ này có một người bạn của mình khen ngon. Và cái giá bán một tô hủ tiếu chỉ có giá 25 ngàn đồng thôi. Ăn đầy đủ thập cẩm luôn là 30 ngàn đồng nha. Địa chỉ ở đây là hẻm 273 Phan Văn Khỏe, quận 6. Đó các bạn thấy công viên nha, màu xanh đẹp. Ở đây chúng ta thấy là có phần sườn nè, có phần thịt nha. Khu phố văn hóa, khu phố 5, phường 5, quận 6. Ở đây họ làm hai tô hủ tiếu gõ, có thêm một vắt mì gói nữa. Dạng khô các bạn. Còn của mình sẽ gọi dạng nước nha, hai tô đầy đủ nha. Đó, tỏi phi. Sạch sẽ các bạn. Thêm nước tương nè. Rồi chúng ta thấy có tắc nè, rồi có ớt nè. Đó, cắt nhanh không? Bàn tay điệu nghệ luôn. Ở đây cô có đeo khẩu trang nữa. Đây là cọng hủ tiếu dai các bạn nha. Rồi đặt lên mâm. Hai chén nước tương. Có sa tế. Thì đói đói rồi đó. Sắc thì miếng tim. Rồi đổ nước vô. À hóa ra là nước chứ không phải là khô. Mình tưởng làm khô chứ. Sò huyết bự đây. Nghêu gò công. Có người bán nghêu bán sò huyết các bạn. Và đây là hai tô của mình các bạn nhìn nha. 30 ngàn đồng nha các bạn. Lượng hủ tiếu khá là nhiều. Ở đây là có cái phần xương nè.
bên dưới là hẹ nha. Đó, được hai lát thịt, ba miếng bò viên, một cục huyết, một miếng tim. Rồi, ở đây còn có thêm phèo nữa các bạn. Đâu, cắt phần phèo ra nè. Đó. Chỉ 30 ngàn đồng thôi, các bạn thấy nhiều không? Coi như cái tô này là ăn sáng là đủ no đó. Rồi, cho hẹ vô. Ở đây cô sử dụng cái tay bóc vô luôn các bạn nha. Rồi, cái này là da heo nè. Cái này là hành phi, hồi nãy mình nói lộn, khoai tỏi phi. Coi kỹ lại. Xà lách. Cắt. Cái nào hơi ú là cắt ra đó, cũng kỹ không? Rồi, rớt xuống, bỏ vô luôn. Rồi, đổ nước lèo vô các bạn. Chuẩn bị có cái ăn rồi. Nghi ngút khói luôn, rồi rắc tiêu lên. Và đây hai tô hủ tiếu gõ, để mình cho thêm cái phần ớt cho các bạn, 30 ngàn đồng. Các bạn thấy nhiều không? Quá trời luôn. Ở trên bàn chúng ta sẽ có cái phần nước tương, sa tế, ớt. Bàn sạch các bạn nha. Cái bàn thì nói chung là bàn nhựa, ghế nhựa thì ngồi nó cũng thoải mái. Tuy nhiên là bạn nào mà bụng bia thì sẽ cảm thấy hơi bị cứng cái bụng một xíu. Ở đây cộng hủ tiếu có là cộng hủ tiếu dai các bạn. À, phần nước lèo ngon, mình cảm giác cái rõ ràng là nấu từ xưa. Tuy nhiên họ có niêm theo đường, nhưng mà cái mức độ niêm rất là vừa phải, cho nên vẫn là ngon các bạn. À, cái phần xương á, xương thịt á, ăn thơm. Hiển nhiên là họ nấu cái phần này trong cái phần nước lèo rồi, nó sẽ tan bớt đi cái độ ngọt của cái phần thịt nha, nhưng vẫn ngon các bạn. À, phần bò viên, mình cảm giác là bò viên thịt chứ không có bị bột. Sa tế rất là cay, thơm, ớt cũng rất là cay luôn. Riêng chỉ có cái phần phèo nó bị đắng các bạn ơi. Cái tô của mình ba miếng phèo đều bị đắng. Tô của mình thì có miếng nó bị đắng, có miếng bị không. Nhìn ra con hẻm nè. Như vậy là từ phần xương thịt ngon, phần bò viên được, phần huyết cũng được các bạn ha. Chỉ có cái phần phèo nó bị đắng thôi. Rồi miếng thịt cũng ngon luôn các bạn. Sắc dày, tươi không bị khô. Rau xà lách ăn cũng ngon luôn, không bị đắng nha. Có một số nơi bán rau xà lách hơi bị đắng nè. Mình thích cái phần sa đế rất là thơm các bạn. Có cái phần tỏi nha. Ngồi đây uống 2 ly trà đá nữa các bạn. Một ly trà đá có giá 2.000. Đây dạng trà hương nha. Mình ăn xong tô hủ tiếu gõ các bạn ha. Thật sự là ngon. Từ cái phần nước lèo, hầm từ xương. Có nêm thêm được các bạn, tuy nhiên họ nêm rất vừa phải nên cảm nhận nó rất dễ chịu. Rồi phần thịt cũng ngon, phần bò viên cũng được, chỉ có phần phèo là hơi bị đắng chút xíu thôi. Nói chung 30 ngàn mình không có điểm chê, vui vẻ. Cái hẻm mát mẻ nữa, trà đá chỉ có 2.000 đồng thôi. Và bây giờ mình đang có mặt ở đây các bạn, dọc theo đường sắt, mùa hoa kèn vàng nở đẹp quá. Ở đây là 115/190 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận. Mùa này các bạn đi khắp Sài Gòn sẽ thấy là hoa kèn vàng ở khắp mọi nơi nhé. Có những nơi là vàng rất cả một cái cây luôn các bạn. Chẳng hạn như đại lộ Võ Văn Kiệt mà đã từng quay. Rồi bắt đầu mình lên xe nha, chạy dọc theo cung đường này.
cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Lúc này đẹp quá trời.